tin tổng hợp những sự kiện nóng nhất trong ngày. Mến chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online. Chúc quý vị sẽ có những phút giây xem tin tức trên kênh thật thú vị và hữu ích. Thưa quý khán giả, bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lừa đảo hơn 77 tỷ của 4 phụ nữ, cựu trụ trì chùa xin nhận án tử hình. Đồng Nai cháy tại trường tiểu học, một bé gái tử vong. Đề nghị kiểm soát giao dịch tài sản của anh em tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Vụ 10.000 tỷ của Tân Hoàng Minh nổi lo chiếm đoạt tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lừa đảo hơn 77 tỷ của 4 phụ nữ, cựu trụ trì chùa xin nhận án tử hình. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị tòa tuyên phạt cựu trụ trì Phạm Văn Cung mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng bị cáo xin nhận án tử hình. Trong hai ngày 13-14 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung, sinh năm 1982, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, và Nguyễn Tuấn Sĩ, sinh năm 1968, chạy xe ôm, ngụ thành phố Vĩnh Long, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Văn Cung bị cáo buộc lợi dụng uy tín của nhà chùa và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 77 tỷ đồng đã hoàn trả được 10 tỷ của 4 người phụ nữ, trong đó có một người ca sĩ nổi tiếng bị lừa 13 tỷ đồng. Vào sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua, trong phiên tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó bị cáo Cung mức án tù chung thân, còn bị cáo Sĩ từ 3 đến 5 năm tù. Tại tòa, Viện Kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo Cung thể hiện sự xem thường pháp luật, làm giảm sút lòng tin trong nhân dân, gây mất trật tự an toàn xã hội. Hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng nên cần phải có mức án tương xứng với hành vi đó. Đáng nhẽ với vai trò trụ trì chùa Phước Quang và giám đốc Trung tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương thì Cung phải tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống của Đạo Phật, hướng thiện, tốt đời đẹp đạo và tuân thủ pháp luật. Thế nhưng những gì Cung gây ra là hoàn toàn ngược lại, gây mất niềm tin với nhiều Phật tử. Báo Giao thông cho hay, khi được tòa mời nói lời sau cùng, Phạm Văn Cung bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới các bị hại. Đáng chú ý, Cung xin nhận mức án tử hình vì cho rằng đề nghị án chung thân của Viện Kiểm sát Nhân dân là chưa đủ với hành vi mà bị cáo đã gây ra. Trong phiên tòa hôm qua 13 tháng 4, Cung thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Theo Cung, do nợ nần mất khả năng thanh toán do lối sống hoang phí của mình nên mới nghĩ đến chuyện chiếm đoạt tiền của người khác. Giải thích về hành vi lừa đảo, VTC News dẫn lời cựu trụ trì nói bị cáo còn chấp người đời, từ đó rơi vào khó khăn dẫn đến nợ nần. Bên cạnh đó, báo Tiền Phong dẫn thông tin từ phiên tòa cho hay khi hội đồng xét xử hỏi làm cách nào để bị cáo tạo lòng tin cho bị hại, Cung đã đáp bị cáo lợi dụng uy tín đã có, dựng lên nhiều câu chuyện gian dối để bị hại tin tưởng. Bị cáo chủ yếu là lấy uy tín cá nhân là chính chứ không lấy danh nghĩa trụ trì. Cung còn rành rọt khai nhận tại tòa việc mình có chủ đích làm quen với phụ nữ nhiều tiền để lừa tiền tiêu xài cá nhân, dựng chuyện bị bắt cóc tự tử để các con mồi dễ dàng tin tưởng và sập bẫy. Đồng Nai cháy tại trường tiểu học, một bé gái tử vong. Đám cháy bốc lên từ khu nhà tạm dành cho nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn Đồng Nai khiến bé gái 12 tuổi là con của một nhân viên bảo vệ tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại trường tiểu học Phù Đổng thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại khu vực nhà tạm dành cho bảo vệ nhà trường. Phát hiện lửa cháy, bảo vệ đã nhanh chóng thông báo để các giáo viên sơ tán học sinh đến nơi an toàn, đồng thời cố gắng dập lửa tránh lan rộng ra xung quanh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an thành phố Biên Hòa đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không cho cháy lan sang các khu vực khác. Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện có một thi thể nạn nhân là bé gái 12 tuổi, được xác định là con của một bảo vệ của trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy tại trường tiểu học trên đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Đề nghị kiểm soát giao dịch tài sản của anh em tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đã có văn bản gửi các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạm dừng biến động tài sản như đất đai, cổ phần, cổ phiếu liên quan đến anh em của ông Trịnh Văn Quyết. Ngày 14 tháng 4, nguồn tin cho biết Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Khoa học Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát các thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu,
có liên quan đến cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và người thân. Trước đó, C01 đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạm dừng biến động tài sản các cá nhân tổ chức liên quan đến Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC để phục vụ điều tra. Bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Trịnh Thị Minh Huế là em gái của ông Trịnh Văn Quyết. Văn bản của C01 nêu rõ, căn cứ theo quy định Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, C01 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho C01 về tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu, đứng tên các cá nhân và các công ty liên quan đến cá nhân nêu trên. Để phục vụ cho hoạt động điều tra, trước đó thì C01 cũng đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản và giao dịch của ba anh em nhà tỷ phú Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC để điều tra. Bước đầu, C01 xác định bị can Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vụ 10.000 tỷ của Tân Hoàng Minh nỗi lo chiếm đoạt tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Qua vụ việc Tân Hoàng Minh, những nghi ngờ của giới chuyên môn giờ đã thành hiện thực, đó là sự mập mờ thiếu minh bạch và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cháy nhà ra mặt chuột. Ngày 5 tháng 4 2022 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, dùng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu doanh nghiệp trái quy định pháp luật trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này nhằm huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Với vụ án này, cơ quan điều tra sẽ phải tiếp tục làm rõ số tiền huy động vốn được các bị can sử dụng trái phép vào mục đích gì, các khoản tiền này đang ở đâu, đã được chuyển hóa thành các loại tài sản nào. Trước đó, hồi cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước qua kiểm tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại công ty cổ phần tập đoàn VSET Group cho thấy những dấu hiệu bất thường tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Cụ thể, VSET Group đã ký 678 hợp đồng mua bán trái phiếu từ ngày 1 tháng 1/2020 đến ngày 27 tháng 10/2021 với tổng giá trị hơn 208,6 tỷ đồng nhưng không cung cấp các hợp đồng đã ký theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Cùng với đó, VSET Group không cung cấp được hồ sơ tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được phát hành trái phiếu. Đặc biệt, VSET Group không theo dõi hạch toán trên báo cáo tài chính. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12/2020 và ngày 30 tháng 6/2021, đối với các khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn. Không những thế, các khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn được các cá nhân rút ra khỏi tài khoản của công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của công ty. Giới chuyên môn đã từng cảnh báo, để huy động vốn qua ngân hàng, doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo, phải có dự án và phương án kinh doanh có hiệu quả, phải chịu sự giám sát chặt chẽ về giải ngân. Trong khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không cần tài sản đảm bảo, chẳng cần phải bảo lãnh, tiền thu về sử dụng như thế nào, có đúng mục đích hay không, hoàn toàn do doanh nghiệp tự quyết định, không bị giám sát. Điều kiện phát hành dễ dãi lại không bị kiểm soát nên việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào mục đích khác là không tránh khỏi. Như vậy, tiền của các nhà đầu tư, mà chính xác hơn là tiền của người dân đã mua trái phiếu từ doanh nghiệp này, có nguy cơ đứng trước rủi ro làm mắt trắng. Và bên cạnh đó, doanh nghiệp đã sử dụng những đồng tiền này như thế nào thì các nhà đầu tư này cũng không thể nào kiểm soát được. Vậy nên những nhà đầu tư hãy thật thận trọng trước khi quyết định đầu tư trước một xã hội có muôn vàn những chiêu trò lừa đảo tinh vi như hiện nay.